Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo chính thức trước các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc quản lý và sử dụng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng quận 1 phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Tuy nhiên, đường Tôn Đức Thắng là một trong những con đường hiếm hoi ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có hàng cổ thụ che mát cho người tham gia giao thông cũng như tạo mảng xanh cho thành phố. Việc phải đốn hạ hàng cây dợp bóng mát trên tuyến đường vốn đã rất quen thuộc này khiến cho nhiều người dân cảm thấy luyến tiếc. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị ảnh hưởng tới dự án xây cầu Thủ Thiêm 2. Trong đó sẽ di dời 115 cây, đốn hạ 143 cây. Được xem là một trong những hàng cây đẹp và lâu đời, thế nên trước quyết định này của thành phố khiến người dân không khỏi tiếc nuối. Theo những tài liệu nghiên cứu về Sài Gòn xưa, hàng cây cổ thụ này đã được người Pháp trồng từ trước năm 1873. Có nhiều cây thân to khoảng 4-5 người mới có thể vòng tay ôm hết. Đúng rồi, đường Tôn Thắng có hàng cây là nó là rất là hay, đẹp hơn mấy chỗ kia. Nó là trung tâm thành phố mà. Nhưng mà nó hại cây ở đây thì rất là nắng. Đó. Giờ tình trạng nhà nước giờ đòi làm cầu vượt là phải hại cây, phải chịu thôi. Cái hàng cây ở trên đường Tôn Đức Thắng này thì đã được nhiều năm rồi, cũng có nhiều gánh nhiều với nhiều mánh khỏe của người dân nơi đây rồi. Với lại nếu mà mình chặt đi thì cảm giác sẽ rất là bị hụt hẫng với lại thiếu thốn cái gì đó. Không chỉ người dân thành phố tiếc nuối về hàng cây cổ thụ này sắp biến mất, mà du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh tham quan, du lịch cũng không khỏi hụt hẫng trước thông tin này. Em thấy con đường này rất là đẹp, với hàng cây như này thì rất là tuyệt vời. Em nghĩ là nó không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt là bóng mát mà nó còn là gì đấy về tinh thần, về ý nghĩa lịch sử gì đấy. Cái tình cảm của mọi người á, thì em nghĩ là nếu mà chặt đi thì con đường này nó không được như trước nữa. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ ưu tiên giải pháp di dời, chỉ đốn hạ với những cây có chất lượng xấu hoặc khả năng sống thấp sau khi di dời, tạo mảng xanh mới để bù đắp mảng xanh đã bị đốn hạ. Ngoài ra, sử dụng gỗ thu hồi để chế tạo các sản phẩm công cộng phục vụ người dân, chi phí thực hiện cho phương án này là khoảng 7 tỷ đồng. Riêng công tác di dời đốn hạ cây xanh sẽ không làm đồng loạt mà được làm theo tiến độ thi công các hạng mục cầu Thủ Thiêm 2.